Biển hôm nay có vẻ yên tĩnh nhỉ? Rất thích hợp để bơi lội. Hả? Có chuyện gì vậy trời? À! Con cá nhỏ đang làm gì trong hang của mình? À, máu! Đừng lo lắng, nước trái cây mà. Ồ, phải hả? Cậu muốn uống không? Muốn uống nữa? Làm ơn, cắn tớ đi. Cắn tớ đi mà. Eo ơi, đừng mơ. Tớ không dây vào người cá đâu. Thế cậu thích cái gì? Tất nhiên là macaron. Đừng lãng phí thời gian của tớ. Bám chặt vào. Wow. Oh, danh mục macaron à? À, đúng thứ mình cần. Nó có mọi thứ mình cần để trở thành macaron. Bắt đầu với làn da nhợt nhạt. Chắc là cũng dễ thôi. Đầu tiên, mình cần đánh kem nền. Mình đang dùng loại mỹ phẩm mới nhất của Starfish. Nó rất phù hợp với các đặc điểm của mình. Kiểm tra xem có đúng tông da không. Ổn đấy. Bước này sẽ hơi khó khăn đó nha. Đập nát thôi. Wow. Không gì với anh là không thể. Bây giờ nó đã là bột. Mình sẽ thoa lên mặt. Chúng ta sẽ cần rất nhiều phấn cho diện mạo này. Thật may là mình có cực kỳ nhiều. Thành công chưa? Wow, mình nhìn giống macaron phết. Có thể dừng ở đây, nhưng mình muốn hoàn thành danh sách. Và thế là xong mục đầu tiên. Tiếp theo là gì? Trang điểm. Em gái Ariel của mình hẳn có đồ. Ôi trời ơi, nhầm ngắn kéo. Mình phải tìm được loại nguyên liệu phù hợp. Còn dưới này thì sao? Không có gì. Chuyện này chắc sẽ khó đây. Kẹo mút. Hên ghê. Khoan đã. Trông khá giống máu của macaron. Mình có một ý tưởng. Mình sẽ liếm lần cuối. Sau đó mình sẽ bôi nó quanh mắt. Không cần phải lo lắng về việc nó có hoàn hảo hay không. Rốt cuộc chúng ta sẽ có đôi mắt thơm quầng. Ok không nhỉ? Hả? Sao rằng cũng đen xì vậy trời? Xong. Ngoài chuyện đó thì màn lột xác này khá suôn sẻ. Bây giờ hãy chuyển sang mục tiếp theo. Kiểu tóc. Dễ ợt. Hơi chủ quan rồi. Thôi nào. Aui. Cái này không ổn. Mình cần một cái khác. Các bạn sẽ giúp tớ. Sẽ nhanh thôi, tớ hứa đấy. Cứ thử giãn nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình chỉ cần một chút nước ép và gel vuốt tóc. Cảm ơn nha. Đã đến lúc tỏa sáng. Theo đúng nghĩa đen. Macaron là gì nếu không lấp lánh đúng không nào? Dùng hạt kim sa là được. Haha, thử thôi nào. Wow, mình sẽ tỏa sáng tới tận sao mộc với thứ này. Thử nào. Wow, hy vọng mình sẽ ngầu càng đẹp. Đẹp. Hả? Kẹt rồi. Tuyệt vời. Lại gạch thêm được một mục này. Chuyển sang mục tiếp theo. Răng nanh. Mình chẳng có cái nào. Phải đi tìm mới được. Bắt đầu từ đây. Ơi, tìm nhanh thôi vậy. Không, ếu. Ông lão cá thằng đào à? Ông cắn vẫn khỏe quá hả? Mà chờ xíu. Mình có một ý tưởng. Mình sẽ úp ra ngoài như răng sứ. Vậy là có răng nanh. Cảm ơn. Hả? Chỉ cần hai thôi. Chuẩn. Chà, nhanh thật đấy. Giờ chỉ còn hai mục nữa. Bắt đầu với đôi chân. Chân. Nhưng mình làm gì có chân. Lại nghĩ ra ý hay. Bác sĩ Osala của mình có giải pháp cho việc đó. Mình chỉ cần chế ra một loại thần dược. Để xem nào. Wow. Dì Osala đã nghĩ ra công thức này. Nó rất dễ làm. Bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ thả một trái tim kỳ lân vào nồi. Wow, bắn ghê thật đấy. Tiếp theo, mình sẽ cần nước mắt kết tinh của quái vật Bigfoot. Chỉ cần mở nắp ra và đổ nó vào. Bạn biết cách nhanh nhất làm cho Bigfoot khóc. Chỉ cần cho chúng xem video mèo dễ thương. Chừng đó là đủ rồi. Cậu đang đi đâu thế anh bạn? Từ từ đã. Cậu sẽ đi vào nồi. Và khuấy đều lên. Đây là thứ mà tao muốn. Ôi trời, hiệu quả rồi.
có vẻ đôi chân đang dần hình thành. Nhưng mà nó diễn ra quá chậm. Nhanh nào. Yay, có chân rồi. Bước đi thử xem nào. Con người đi bộ như thế này sao? Mình ngã mất thôi. Nhưng này, ít nhất là mình đã có chân. Gần xong rồi. Đến mục cuối cùng này. Trang phục. Mình sẽ kiểm tra tủ quần áo để xem chúng ta có gì ở đây nào. Nhện ư? Mình sẽ không biến thành người nhện. Kệ đi. Mình sẽ đặt hàng trên Vampizon. Nó cập nhật thời gian thịnh hành nhất. Đơn hàng đây ạ. Yeah, tôi biết tôi ngầu. Nhìn chẳng giống macaron. Nó không hợp với trang phục này. Nó đi kèm với các phụ kiện. Tuyệt cú mèo. Dracula, ta sẽ giành ngay vàng của ngươi. Có một macaron ngầu lòi xuất hiện này. Chuẩn bị xong. Hãy hoàn thành danh sách nào nào. Trang phục có. Xong hết rồi. Nghe nói có người đang tìm macaron cháy phố. Chà, cuộc tìm kiếm đã kết thúc. Này. Vâng. Hả? Hôm nay cậu thế nào? Wow, cậu đẹp trai dã man. Tớ sẽ trao cho cậu một nụ hôn. Hả? Hả? Không được phép hôn trong khuôn viên trường học. Cả hai em vào phòng kỷ luật. Ai chẳng trí chỗ này vậy? Thầy hiệu trưởng có ngủ thú vị phết chứ nhỉ? Xin chào, có ai không? Đang ngủ ai màu nào quá vậy? Cái gì vậy trời? Tôi kể đi. Thầy. Con trai, con vào đây làm gì? Đúng là hề. Lại sao thế hả? Đúng là phí thời gian. Bố cần cái gì thế mày? Con phải sống có trách nhiệm hơn đi. À thế hả? Thôi được rồi, may mắn nhá. Dạ. Bố để lại phù hiệu hiệu trưởng. Khoan, giờ mình là hiệu trưởng á? Ok, mình làm được mà. Chỉnh trang cho ra dáng hiệu trưởng nào. Và cuối cùng là bổ sung thật nhiều caffeine. Tuyệt. Sao người già uống được cái thứ này chứ? Đã đến lúc thay đổi trường học. Có lẽ bọn nhóc chưa sẵn sàng cho điều này. Hiệu trưởng mới đã có mặt rồi đây. Chính xác là hiệu trưởng đẹp trai. Hiệu trưởng á? Chuyện gì vãng rồi? Gì cơ? Mình có ý tưởng này trong đầu. Anh sẽ dùng nó đã quá hạn rồi. Cần nâng cấp ngay. Vẫn còn chưa đủ. Bíp bíp. Bây giờ tất cả sẽ biết hiệu trưởng mới. Anh chàng trưởng ván đàn giám sát nhé. Hả? Này, tôi đang xem mà. Cái gì ở đây nào? Bùm. Cho chú một tờ. Của cậu này. Hả? Hiệu trưởng ư? Hả? Gì? Ai đây? Nhìn kìa. Xin chào, tôi là hiệu trưởng mới của trường này. Thì sao? Ok, quy tắc số 1. Xóa bỏ đồng phục. Và chỉ vậy thôi. Wow, tuyệt quá đi mất. Chị Minh ngầu bá cháy. Đỉnh của chớp. Nhưng chú lại lao công mà. Thôi được rồi. Tốt. Mùi gì vậy? Nó đến từ nhà bếp của trường á? Tôi có lật mới. Cấm nấu tỏi, ok. Gì cơ? Lãng phí quá. Được rồi, cũng tạm ổn ấy. Khoan đã, chuyện này là sao hả? Chỗ công cộng mà dám. Chuyện này phải dừng lại. Ngay. Chỉ được hôn thì mấy. Chán nhìn còn dán. Thế mới chuẩn. Ôi không. Timmy. Má ơi, không trốn đi đâu được luôn. Đó. Chết thì không thoát khỏi. Chương trình yêu thích đó. Chán dã man. Cái
các em, hôm nay chúng ta sẽ học về... Xin lỗi phải ngăn quãng cô, nhưng không chấp nhận được. Tỉnh dậy. Này, không được ngủ trong lớp. Còn có giáo nữa. Mình thật chưa đó mà. Tốt lắm. Bon appétit. Mầm thôi. Hả? Cấm đồ ăn nhanh. Từ giờ học sinh phải ăn như vậy. Thực đơn sẽ thay đổi ngay và luôn. Nhãn cầu. Kiếp. Trả lại tiền cho tôi. Chỉ thực là sức mạnh. Cái bánh này hấp dẫn quá. Chán thôi. Cậu có chắc chắn muốn ăn nó không? Cậu làm gì vậy hả? Hết rồi. Thế hả? Hài hước đấy. Mau hả to ra. Cái burger đâu rồi hả? Oh, got it. Cấm đồ ăn bình thường. Đã hiểu chưa? Giờ cậu có thấy đốm sáng làm kia không? Dành riêng cho cậu đó. Đừng bắt tôi đi. Xong việc. Hãy tiếp tục nhé. Nhiều người tập squat quá đi. Tinh thần thể thao đấy. Xem họ tập thôi cũng thấy tất nhiên rồi. Phải vào trong đó mới được. Mình muốn gặp mấy cô nàng xinh đẹp này. Đặc biệt là cô nàng kia. Ok, mở cửa vào này. Xin. Úi trời, chả cứng. Có chuyện gì? Tôi nhận nhầm người rồi. Xin lỗi, tôi sẽ lùi lại cho anh tập. Làm sao để có mồm săn chắc vậy? Còn mấy quý cô bên này? Chà, được rồi các bạn. Này, chúng mình tập cùng nhau nhé. Thôi biến đi rồi. Các bạn nhìn này. Hả? Cặp mông này có thể vắt cam. Tôi chưa từng thấy cơ bắp khỏe thế. Chà, chúng mình cũng làm được. Một. Chịu thôi. Hả? Hai bạn làm gì vậy? Chỉnh đốn lại ngay. Cậu thấy không? Và squat. Chuẩn, phải tập thế mới hiệu quả. Tiếp tục tập luyện chăm chỉ nào. Có chuyện gì ở phía sau? Wow, đỉnh đấy. Ôi không. Cả tớ nữa. Úi, tạm biệt. Quay lại đây. Tớ không đứng dậy được. Mông càng bự, trách nhiệm càng lớn. Có nghe chưa? Sao nữa? Chán dã man. Lên nào, lên nào. Hả? Gì vậy ta? Có tiền à? Tới công chuyện liền. Ai nhập mã ra là tiền trong xì má. Giờ tôi thích gì? Là nhích liền luôn. Đừng có kèm tị, quẩy lên nào. Nhìn nơi này đi. Hẳn bạn chưa từng thấy căn phòng nào ngầu như thế. Và phần hay nhất của tôi tất. Và tôi có thể thoải mái làm mọi điều mình muốn. Chơi thôi. Tên người chơi. Trời, nhưng mình không thể chơi với người. Trừ khi để theo dõi xem ai có thể chơi cùng mình. Ok, mình có quyền truy cập camera. Mà cô gái này đang làm gì chứ? Tự hử dám của mình sao? Không biết có gì vui trong bếp không? Đầu bếp kìa. Ăn trộm kem tươi hả? Còn lớp học thì sao? Wow, Mary, Luna và Joe, mời các bạn đến phòng hiệu trưởng ngay. Mình sắp bị phạt à? Ôi không. Vậy các bạn đã đến. Dạ. Cùng chơi nào. Yeah. Nhất định tớ sẽ thắng. Cơ đồng thất bại. Tớ đang dẫn trước. Muốn cá không? Hả?
Sao có cầu nhỏ mà không phải cài thêm thằng này mới được. Mấy đứa ngốc. Tỷ gương. Con phải nói thấy ghê. Tớ bị dị ứng với bụi. Chắc chắn mình sẽ thắng. Lê lê. Mình là nhất. Xong rồi cậu ấy. Chào các em. Chủ đề hôm nay là ôi mẹ ơi. Eo ơi. Đúng, không cần ngạc nhiên đâu. Hãy quan sát thật kỹ nhá. Ok, em làm được ạ. Để xem nào. Có vẻ thú vị đấy nhỉ. Nhưng mình đang nhìn thấy một thứ hoàn toàn khác biệt. Nhìn ngầu quá kia. Giống như vương miện của vua. Yeah. Hãy nhìn đây. Mình đẹp trai quá. Edward Cullen sao mà loạn nổi chứ. Dù sao thì cậu ấy phải tập trung vào từng chi tiết. Tạo dáng này. Wow, wow, wow. Thánh ra. Đừng có mà mơ. Này, thánh ra cơ mà. Đến tớ. Hả? Vẽ cậu ấy cũng được. Vậy là vẽ lại từ đầu. Để xem nào. Họ thích mình. Tôi dừng khi khác dã man. Trời đất, nước rất đặc và đỏ. Wow, ở trên da của gấu kia. Mình cần nó. Đứng im. Rồi ạ. Ngạc nhiên chứ. Em ơi, không phải máu. Máu hả? Hả? Chỉ là sơn thôi. Tại cậu đấy. Thằng hề. Chữa chân rồi. Có chừng. Cậu làm hỏng tranh rồi. Đẹp lắm. Cộng. Cẩn thận nhớ các em. Bài kiểm tra này rất quan trọng. Này. Ôi trời. Mình không biết làm. Thôi đủ rồi. Không cần phải làm bài nữa. Này, bài của tớ mà. Ok, thầy hãy nghe đây. Chúc thầy một kỳ nghỉ vui vẻ. Cảm ơn cậu. Chúng ta sẽ có bài học VR. Boom baby. Đây là gì? Cái gì vậy? Thầy giáo bận việc mất rồi. Cố gắng đừng đâm vào nhau nhé. Đây là đâu? Đồ ăn hả? Sao tớ chạy hoài mà chưa tới nơi? Chết nè. Cái gì vậy? Thật yên bình. Chuẩn bị đến đoạn cao trào. Đây là gì? Mọi người chạy tứ tung. Cẩn thận. Mọi người cẩn thận. Mọi người, hắn là quái vật. Tấn công. Quan công bắt hắn. Ôi trời, xin thì tội. Chuẩn nhanh đăng ký. Nhảy nào, nhảy đi. Gì? Học sinh chuyển ván ngay ở hành lang. Quá nhiều bài tập về nhà đi. Hãy thay đổi. Ok, hủy bỏ mọi quyết định. Tuyệt vời. Đưa trái đi. Hủy quyết định. Tuyệt vời ông mà chơi. Go. Hết quyết định. Nhảy lên đâu. Mình đã chờ điều này suốt cả sự nghiệp. Thả tóc nào. Tránh ra. Mình thật ngầu. Hết quyết định. Đã đến lúc triệu hồi Picasso trong mình. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời. Chương trình mình thích nhất. Anh suy nghĩ thế nào về phẫu thuật thẩm mỹ ạ? Mà tôi tự nhiên hết đấy. Và câu hỏi chính là anh đã chi bao nhiêu cho bơm mối? Sao anh giỏi? Sự hỗn loạn đang xảy ra tại trường trung học ở phía nam thành phố. Xin kết nối với phóng viên. Chào Sam. Xin chào, ở đây thật điên loạn. Trực tiếp tại trường trung học La La.
Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này. Thế mình có đang làm gì vậy hả? Trường của mình mà. Chào, thế tôi là Sam và tôi có một câu hỏi. Cậu là ngựa hả? Tránh ra, dừng lại. Trời, điều hành trường học khó quá. Bố giết mình mất. Khoan, nghĩ ra rồi. Mình có thể nhanh hơn cả tia chớp á. Mình phải xử lý trước giờ tan học thôi. Chuyện gì vậy hả? Mình có thể xử lý mọi chuyện. Nhà Colin sẽ cho mình gia nhập đội bóng chày. Cứ ngồi yên trên ghế nhé. Ngồi xuống. Ngón tay thì ở đây. Giống như mọi ngày thôi. Vẫn còn nữa. Sẽ hơi đau một xíu. Cậu đang gặp rắc rối gì hả? Thương đồ hả? Thấy rồi. Đừng lo nhé, có tớ ở đây. Giải quyết xong. Tiếp tục hoàn thành đại sự đi. Mà bệ bông cầu sẽ hơi lạnh đấy nhá. Tạm biệt. Họ chơi Street Fight hay cái gì? Đại gia trưởng Hadouken hả? Thôi rồi, trận đấu này sẽ không có kết quả tốt. Đây, bạo lực không phải là câu trả lời đâu. Được đấy. Nhưng tớ sẽ đổi sơn thành trái kém ngon này. Há miệng ra nào. Vâng à. Đây là đâu? Bằng gì? Chuyện gì vậy trời? Khoan. Ủa, chuẩn bị có nổ. Tụi mình đào sai gã. Timmy, gì ở đây? Bố ơi, để bố quan sát xung quanh đã. Thú vị đấy nhỉ. Tốt, Timmy, từ giờ con sẽ giữ chiếc hiệu trưởng này, được chứ? Bố nghỉ hưu. Khoan, sao? Bye. Thôi được. Này, muốn ra ngoài hả? Ok thôi. Wow. Ôi không. Chảy máu nè. Au. Bữa sáng tới rồi. Hello Emily, tớ muốn bạn bằng mở vết thương của cậu bằng gạt. Ổn thật rồi. Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Cảm ơn hoàng tử hắc ám. Đáng yêu quá đi. Cuộc thi Halloween. Mình nên tham gia cuộc thi Halloween để khiến cậu ấy chú ý. Xếp thì quen đám cờ rồi. Giác quan cà rồng của mình đang trỗi dậy. Tớ đến đây. Mình vẫn còn nguyên vẹn sao? Cậu không thấy? Ổn. Lại đây. Tớ phải đi rồi. Cảm ơn. Cậu ấy ngầu quá. Hoàng tử nhợt nhạt thế rồi. Này. Chào Timmy. Chào. Cái gì vậy? Là nước ép quả chua thôi. Thử đi. Quả chua. Để tớ giúp cậu. Tay cậu ấm thật đấy, cảm ơn. Tại hôm nay lạnh quá, tớ phải đi đây. Lạ lùng thật sự. Đến lúc kết nối dữ kiện rồi. Giải đáp bí ẩn này thôi. Tớ là thám tử vĩ đại nhất thế giới chứ. Không phải tên người rơi đâu. Đây là ai? Uống máu. Da lạnh. Siêu sức mạnh. Mắt đỏ. Siêu tốc độ.
Để xem như vậy nghĩa là sao. Ok, ok. Mình hiểu rồi. Chính là macaron. Mình phải làm gì đó thôi. Được rồi. Mình nhìn bằng đôi mắt lờ đờ thứ gì bắt trường đầu học. Bằng chữ M. Hạ cánh nhẹ nhàng phết. Chữ sao nữa? Có ai không? Gì đấy? Đừng lại gần. Emily, thôi nào. Tớ thích cậu. Nhưng mà tớ là macaron. Tớ biết nhưng mà tớ sẵn sàng. Cậu chắc chứ? Ừ. Sẽ hơi nhói đó nhỉ.